Miền Bắc mưa kéo dài trước khi đón không khí lạnh. Dự báo trong sáng nay, mùng 8 tháng 2, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực đồng bằng tiếp tục mưa phùn, mưa nhỏ. Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ. Do tiếp tục nằm sâu trong khối không khí ẩm nên hôm nay, mùng 8 tháng 2, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực vùng núi sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 đến 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, riêng khu vực Tây Bắc 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 đến 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ. Dự báo mưa phùn, mưa nhỏ ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 2, từ đêm ngày 13 đến ngày 14 tháng 2. Khu vực này đón một đợt không khí lạnh, trời chuyển mưa rào rải rác. Từ ngày 15 tháng 2, mưa tạnh. Cũng từ đêm ngày 13 tháng 2, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nền nhiệt giảm sâu. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Dự báo khoảng ngày 14 đến ngày 16 tháng 2, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có thể đón một đợt mưa rào và dông rải rác do tác động của không khí lạnh. Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế chuyển rét, các tỉnh Đà Nẵng, Bình Định có thể chuyển lạnh. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Hôm nay, chỉ số tia UV cực đại ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Miền Bắc có thể đón không khí lạnh vào đầu tuần tới. Dự báo khoảng ngày 13 đến ngày 14 tháng 2, đầu tuần tới, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tràn xuống khiến trời mưa rào, nền nhiệt giảm sâu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm ngày 13 đến ngày 14 tháng 2, một đợt không khí lạnh có thể tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển từ mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù sang mưa rào rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo mưa bắt đầu từ đêm ngày 13 tháng 2, kéo dài đến hết ngày 14 tháng 2, sau đó trời tạnh ráo, trước ngày nồm ẩm chấm dứt ở miền Bắc. Bắc Trung Bộ cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo từ đêm ngày 13 tháng 2, trời chuyển rét ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nền nhiệt giảm sâu. Nhiệt độ cao nhất xuống dưới 20 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày 14 đến ngày 16 tháng 2, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trước khi đón không khí lạnh tràn xuống, từ nay đến hết tuần, miền Bắc tiếp tục chìm trong sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ. Riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai, mùng 8 tháng 2, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Từ nay đến cuối tuần, miền Bắc trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Ngày mai, nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào sáng và đêm. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ.
nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, riêng khu vực Tây Bắc 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Hà Nội đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ. Các tỉnh Quảng Bình đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Riêng khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ. Dự báo trong 2 ngày 10 đến ngày 11 tháng 2, miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng diện rộng. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.